nội thất châu Âu Panama, nâng tầm giá trị sống thượng lưu. Với 13 năm kinh nghiệm, được thành lập từ năm 2010, lấy khách hàng làm mục tiêu phục vụ, Tổng công ty kiến trúc nội thất châu Âu Panama là một đơn vị tiên phong và hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nội thất tân cổ điển cao cấp. 1. Thiết kế không gian nội thất. Hai, thi công nội thất. Ba, sản xuất nội thất cho các công trình. Bốn, và đồ rời nội thất cao cấp. Sản phẩm và dịch vụ của Panama hướng tới một chuỗi giá trị khép kín, mang đến rất nhiều lợi ích to lớn cho khách hàng, giúp tạo ra những công trình có nội thất tân cổ điển mang tính đồng bộ, độc bản, sang trọng, tinh xảo, hoành tráng. Và đặc biệt, Panama đứng ra quản trị, giám sát, chấp nối các nhà thầu, điều này sẽ giúp gia chủ không tốn bất kỳ quỹ thời gian nào cho công trình của mình. Để có được thành công như ngày nay là sự đóng góp rất lớn của cả một tập thể, hơn 200 nghệ nhân, công nhân tay nghề cao, hơn 50 nhân viên văn phòng, tất cả được dẫn dắt bởi một vị kiến trúc sư đầy tài ba. Ông Trịnh Văn Hà, Tổng Giám đốc Công ty Nội thất Châu Âu Panama. Một người yêu vẻ đẹp tân cổ điển đến cháy bỏng, luôn biết cách làm mới các sản phẩm của mình để đưa công ty Panama ngày càng lớn mạnh và đi đầu trong ngành nội thất tân cổ điển tại Việt Nam cũng như vươn ra thế giới.